VF5 chiếc xe điện này nó không có cái bề tì tay, mình lái thì mình gác bên này nhưng mà bên này cũng có cái chỗ gác, thì chính vì vậy là mình sẽ nâng cấp một cái bề tì tay như thế này. Thứ nhất là dùng để tì tay, thứ hai là mình có thể để đồ đây được đó, các bạn cũng có thể để đồ trong này được nha. Thứ ba nữa thì nó cũng có luôn là cái chỗ để ốc nước, nó có cả cái phần hãm này nữa nha. Đây chai nước rất to, nó có một cái hay nữa là trượt lui trượt tới được nữa này. Trượt tới hết mức rồi nó vẫn đông có cấn vào cái chỗ thắng tay này, thắng tay vẫn bỏ thoải mái. Ở phía sau có một cái chi tiết hợp lý nữa là bên mình cũng có thiết kế một cái tấm gác đây, đó có sẵn luôn nha, gác vào đây đó thì ngồi đây mình có thể bỏ đồ đây luôn đó. Là mình có cái đồ đó mình có chỗ bỏ thì mình có thể bỏ thế này và mình cũng với tay mình lấy được luôn. Chứ nếu mình bỏ dưới này mình có thể lấy được. Có cả cái phần nỉ ở dưới này để mà cho nó khỏi ồn khi xe nó chạy rung lắc. Bên mình thiết kế cắt form CNC nên nó chuẩn theo khít theo xe rồi. Nó rất là cứng chắc. Đó, rất là cứng chắc này. Đó, êm. Hai chi tiết rất là đơn giản nhưng mà cực kỳ hữu ích cho xe VF5. Nếu quý khách anh chị có nhu cầu về sản phẩm thì vui lòng liên hệ hotline bên dưới nhé.